các siêu xe thần thú đã xuất hiện. Những thần thú vĩ đại ẩn mình trong những chiếc siêu xe đã sẵn sàng chống lại các thế lực bóng tối, âm mưu phá hủy thế giới của siêu xe biến hình. Chúng ta hãy cùng làm quen với những siêu xe và thần thú ấy nhé. Goop là thần thú mạnh mẽ của Jack. Sức mạnh băng giá của Goop sẽ khiến cho mọi đối thủ phải lo sợ. Goop có thể tạo ra những cơn bão tuyết cực mạnh để đóng băng đối thủ. Sản phẩm siêu xe biến hình Goop với giá 198.000 đồng đã xuất hiện rồi đây. Triệu hồi thần thú. Để triệu hồi thần thú thì các em hãy cho hai đầu xe năng lượng hướng vào nhau. Vòng năng lượng vô cực sẽ triệu hồi Goop băng giá. Cách phân tách thần thú. Hạ và đẩy phần đầu của Goop xuống để chốt năng lượng. Của hai chân của Goop xuống đầu xe, gặp bàn chân của Goop với phần thân xe nhẹ nhàng và chốt lại. Siêu xe biến hình, càng chơi càng thích. Mọi thông tin chi tiết liên hệ số điện thoại 090-222-1724 hoặc truy cập vào fanpage siêu xe biến hình. Các em đừng quên truy cập vào trang web cartoon.vn để cập nhật những tập phim mới nhất của Supercar nhé.